Rồi chào anh em, nay mình lên shop anh em ơi. Rồi anh em thấy được nào thì ok chọn chọn món anh em. Rồi thắng vấn đề anh em ơi. Rồi bò lửa full 1 đòi 2.000 anh em. Rồi bò lửa siêu VIP anh em ơi. Rồi lửa quá đẹp anh em. Rồi tháng 4 năm 2000 anh em. Quá đẹp. Rồi chưa đụng chạm luôn anh em ơi, chưa đụng chạm luôn nha. Nước xi còn quá đẹp, 2000. Rồi giấy đề bao đẹp luôn. Không miếng gọn luôn anh em. Quá đẹp anh em. Rồi anh em nào thích đồ anh em thích nào đồ đồ mới thì liên hệ nha. Quá trời như mới luôn anh em ơi. Anh em thích đồ giá trị cao thì liên hệ liền. Như mới luôn anh em. Rồi 2000 máy thái nha anh em. Rồi còn lửa đây. Còn lửa đẹp long lanh anh em ơi. Dây mềm nha. Quá mềm luôn anh em. Rồi lửa quá đẹp, không cạ luôn nè. Không giấu luôn, không gì tì vết luôn. Chữ bọn còn nguyên anh em. Rồi đúng đúng full 1 nha anh em. Hình ba cánh em ơi. Hai hàng số, hai dây số nha. Còn alpha này đầu có một giải anh em. Alpha thì một giải nha. Đó. Full 1 đúng full 1 là hai dãy số. Alpha cũng có dấu này luôn mà một giải nha anh em. Rồi đầy đủ ốc. Đầy đủ ốc tán anh em về về lụm thôi. Rồi. Triệu tư bao ship anh em. Triệu tư bao ship nha. Hàng VIP anh em ơi. Hàng VIP nha. Triệu tư bao ship. Đã lâu đường bỏ anh em. Rồi bộ nồi số 1 anh em. Bộ số 1 nha. Rồi bộ này có hú nhẹ em ơi. Có sao bao dậy hú nhẹ nha. Có hú nó hú anh em. Rồi nồi này mới làm anh em ơi. Chuông rồi bố còn về cui nha. Nồi này mới làm. Rồi chuông lắng nghe luôn anh em. Rồi bao đồ zin nha anh em. Nồi này mới làm. Có hú. Về gắn xe cỏ đi chợ đi bố anh em ơi, đi rẫy đi nương đi chở đồ cho đạt. Anh em nào về quê hay chở rơm chở lúa ở đây tháo vô gắn bộ này vô là y bài nha anh em. Không nghe tiếng hú hú là luôn, nghe tiếng vô thôi nha anh em. Rồi quá mới anh em ơi. Bố bộ nào mới thay, về lắp thôi anh em, về lắp thôi. Không làm gì luôn, bao không gì luôn. Rồi chuyện heo thẳng quăng luôn anh em ơi, lúng nhẹ cắn nhẹ thôi anh em. Đó bao đồ zin nha anh em nha, bao zin em xài. Quay A 2006 nha anh em. Đó, bố mới làm về dùm lụm em ơi. Bố mới làm luôn nha. Chuông trước mới thay bố. Sao cũng bố thay bố là thay luôn ơi, mới làm luôn. Về dùng liền luôn, phải suy nghĩ. Rồi hàng Trung Quốc anh chạy nào chạy hư anh làm cũng phải vài trăm ngàn mới chạy được anh em. Rồi chưa chắc gì đã bền nha anh em. Rồi gắn bắp này luôn, xài liền luôn, không làm gì luôn. Rồi 300 đống ship anh em ơi, 300 đống ship nha. Đó, về dùng liền luôn, không có hú nha anh em ơi. Nồi sao vậy có vậy nha, có hú nó hú. Rồi 300 đống ship anh em. Rồi bộ nồi số 2 nha anh em. Rồi nồi có lòng rồi anh em, bố còn về cui nha. Rồi bố còn về cui luôn. Chuông có lúc nhẹ nha anh em, chuông lúc nhẹ nha. Rồi chuông lúc nhẹ. Rồi nồi này hơi đen em ơi, xài nhất giỏm hơi đen nha anh em. Rồi này có lúng anh ơi, có chuồng heo có lúng nha. Rồi hơi ngắn chút anh em. Rồi bao đồ zin nha. Rồi về gắn xe cỏ chạy anh em, về gắn xe chở rau chở đồ anh em ơi. Giá này quá rẻ anh em ơi. Rồi bán vậy là 200 bao ship anh em, 200 bao ship nha. Rồi thua nồi Trung Quốc luôn. Thua nồi Trung Quốc luôn anh em ơi. Nồi thua nồi Trung Quốc luôn nha. Giá rẻ chất lượng khỏi bàn anh em. Về dùng liền khỏi làm luôn. Rồi cho anh em mua về cho vợ cho con đi học đi chợ rồi đi bài anh em. Rồi mua về cho má đi chợ cũng được luôn nha. Rồi mua về cho vợ đi bơi luôn anh em ơi. Rồi 200 bao ship luôn, quá rẻ luôn. Bộ nồi số 2 200 bao ship. Rồi bộ nồi số 3 anh em ơi. Rồi chuông có lúng nhẹ anh em ơi. Chuông có sọc lúng nhẹ nha. Bao đồ zin cho anh em hết. Rồi bố như hình anh em. Bố như hình nha, còn dày như hình nha anh em. Chuông làm rồi nha anh em ơi.
bố làm sôi làm nồi nha. Rồi chuồng heo còn quá đẹp anh em. Rồi chuồng heo lúc nhẹ anh em ơi, có lúc nhẹ nha. Rồi bao đồ dinh cho em xài, bao đồ dinh cho em xài nha. Rồi giá hữu nghị tình cảm luôn anh em ơi, hữu nghị tình cảm luôn. Rồi con này 250 bao ship anh em, 250 bao ship nha anh em ơi. Về dùng liền anh em ơi, khỏi làm luôn. 250 bao ship, quá rẻ rồi, thua Trung Quốc luôn. 250 bao ship, về đi chợ đi búa là thầy luôn ơi. Chợ rau chợ lúa rồi nha. Rồi cái đồng số 1 anh em ơi, đồng số 1 nha. Rồi code 1 anh em, code 1 nha. Rồi để lau cho anh xem. Code 1. Rồi trái còn đẹp anh em ơi, này xài nhất hơi giảm nhưng nó còn đống đen anh em ơi. Rồi trái còn đẹp anh em ơi, sọc còn quá trời nha anh em. Nè, sọc còn quá trời luôn ơi. Quá sọc anh em, đây đuôi sọc luôn anh em, đuôi chưa mài luôn này nha, đuôi nó chưa liếm luôn. Quá đẹp anh em. Ê, sọc quá sọc nha anh em. Đẹp anh này đẹp à. Này đẹp nha anh em. Cái này nên mua nha anh em ơi, cái này nên mua nha. Rồi sọc còn đuôi còn luôn ơi, đuôi chưa liếm luôn nha. Rồi giá 250 bao ship anh em ơi, 250 bao ship nha. Rồi không cái cánh gió luôn. Cái lồng số 1, code 1, 250 bao ship anh em. Rồi cái lồng số 2 anh em ơi, cái lồng số 2 nha. Rồi cái này ngon anh em ơi, cái này đủ 3 cục cao su luôn nha. Hiếm lắm cục cao su nha anh em. Lồng số 2 code 1 luôn. Còn cả 3 cục cao su luôn ơi. Đủ bộ cục cao su luôn nha. Cao su này cũng mua cũng mấy chục ngàn mà. Rồi đủ bộ anh ơi. Rồi lồng sao có vậy? Có cao su nó cao su nha em ơi, chứ không có cao su rồi không có anh em ơi. Rồi quá đẹp anh ơi, cái này mới lên cốt nha anh em, mới lên cốt nha. Trái quá đẹp anh em. Trái còn quá đẹp anh ơi. Trái đẹp còn cứng ngắt anh em ơi, còn cứng ngắt luôn nha. Rồi cứng ngắt luôn, về dùng liền luôn. Rồi đồng giá luôn, 200 đô ship anh em ơi, 200 đô ship nha. Rồi lồng số 3 anh em ơi. Rồi ba không cả cánh gió nha. Lồng cốt lồng số 3 cốt một luôn anh em ơi, cốt một luôn. Rồi trái như hình. Rồi trái còn lát ngay anh em ơi. Rồi nó trái cái này còn. Rồi trái như hình anh em ơi, cái này như trái không được ngon mấy em ơi. Rồi bán giá này là 200 bao ship anh em ơi, 200 bao ship nha. Rồi 200 bao ship. 200 bao ship anh em luôn, lồng cốt 1. Ba không cả cánh gió. Anh em muốn ngon về lên có xài anh em ơi. Trái này nói chung là không được cột, nó không được bóp máy nha anh em ơi. Rồi 200 bao ship anh em, 200 bao ship nha. Anh em về lên cốt đông độ thì thích anh em nha. Rồi sát lộng ơi, sát lộng alpha nha. Này đang cốt 1 anh em, về lên cốt 2 xài anh em. Rồi ron riêng gọn luôn anh em ơi, ron riêng gọn luôn nha. Rồi ba không cả cánh gió. Rồi anh em về lên cốt 2 xài anh em. Rồi 200 bao ship anh em, 200 bao ship luôn nha. Có sát lộng 200 bao ship. 200 bao ship nha anh em. Rồi bộ số 1 anh em ơi, số rửa nha. Quá đẹp anh em, quá đẹp nha. Trời ơi sọc này anh em ơi. Quá đẹp anh em. Sọc còn quá trời anh em ơi, quá đẹp nha anh em ơi. Lụm liền anh em ơi, bộ này không lụm luôn nào giờ anh em. Rồi không nhâm luôn em ơi, không nhâm không rổ luôn, sọc còn nguyên mang luôn. Hú hoàn tiền luôn anh em ơi, anh em nhìn số 4 nè. Ở đây số 1 nè. Trời ơi đẹp cái này nè mà, nhìn số 4 số 3 nè. Anh thấy chưa, anh thấy chưa, sọc còn quá trời đi anh em. Quá đẹp anh em ơi. Rồi không nhâm không rổ luôn. Cái này sao đây. Rồi quá đẹp anh em ơi. Sọc còn quá trời luôn anh em ơi. Rồi, số quá đẹp anh em, một số quá đẹp, lâu lâu được một số quay à. Này quay A25 anh em ơi, ủa quay A26 nè em. Quay A26 anh em ơi, quay lớn nha. Rồi cho quên vô cho nhận, anh em nhìn cốc tải. Rồi cốc tải còn 90% anh em ơi, 90% nha. 90%, 90% luôn, 92-93% luôn. Quá đẹp. Rồi càng heo như hình anh em, càng heo như hình nha, còn đẹp đẹp nha anh em. Quá đẹp anh em.
Rồi bộ số đèn này, cho bộ số đèn này là 4 triệu đồng ship anh ơi. Bộ số quay 2206 4 triệu đồng ship, bộ số số 1. Rồi bộ số số 1 4 triệu đồng ship anh em ơi. 4 triệu đồng ship nha. Rồi bộ số số 2. Rồi cung nhông trước, cung nhông quá đẹp, cung nhông còn 97 98 trăm. Rồi anh cứ nhìn kỹ cung nhông anh em ơi. Nhìn kỹ số nha anh em. Rồi ok anh em ơi, không thấy không rõ luôn nha. Không rõ không bao nhông luôn nha anh em. Không rõ không nhông luôn. Rồi số 4 có rõ như hạt cát anh em ơi. Có nhâm nhẹ như hạt cát nha. Nói chung số này còn quá đẹp anh em. Có nhâm nhẹ số 4 hạt như hạt cát thôi anh em ơi. Rồi bộ số này coi kỹ lại em ơi. Rồi bộ số này 300 đốc ship anh ơi. 300 đốc ship nha. Nó hơi nhâm nhẹ của số 4 nha anh em. Hơi nhẹ số 4 mà cốc tải còn quá đẹp. 300 đốc ship anh em. Rồi quá đẹp luôn anh em ơi. Càng heo nhìn anh em ơi. Rồi 300 đô ship anh em. Bộ số 2 300 đô ship. Rồi bộ số 3 anh em ơi. Rồi cốc nhông đẹp luôn nha. Cốc nhông còn 9 mấy % luôn nha anh em. Trời sọc con này cũng không khác gì bộ số 1 đây. Nhìn là số 2 nè. Bộ số 3 nè. Không khác gì số 1 luôn nha. Sọc còn quá trời sọc anh em. Rồi cái này không rõ luôn, không nhâm luôn. Sọc còn quá trời luôn em ơi. Rồi nhìn kỹ nhau nha em ơi. Rồi số 4 nhâm nhẹ hạt li ti như hạt cát anh em ơi. Nhâm nhẹ li ti nha. Rồi bao hú anh em ơi, hú bằng tiền nha em. Số này nó hú anh cũng thua luôn á. Số 4 sọc cái này đó mà. Sọc quá trời luôn anh em ơi. Rồi số 4 nhâm bằng nhẹ hạt cát li ti nha anh em ơi. Không ảnh hưởng nha, bao hú luôn anh em ơi. Bao hú luôn. Rồi càng heo quá đẹp anh em. Càng heo quá đẹp anh ơi. Rồi bộ số A này 350 luôn anh ơi. 350 luôn nha anh em. Rồi bộ đồ alpha nhìn anh em ơi. Bộ đồ alpha nhìn anh em. Đó nhìn kỹ hình anh em ơi. Rồi nói chung ốc nó không được đẹp mấy nha anh em, cũng thừa hàng cũng thường thôi, không đẹp mấy nha anh em ơi. Rồi 100.000 bao ship anh em, 100.000 bao ship nha anh em ơi, 100.000 bao ship nha, 100.000 bao ship. Rồi bộ chế nội alpha em ơi, rồi ốc chế nội nó có hơi ngã như hình nha anh em ơi, về anh em về ngâm dầu anh em, rồi 100.000 bao ship anh em, 100.000 bao ship nha, bộ chế nội alpha 100.000 bao ship. Rồi cốt đạp quay lớn anh em ơi, quay lớn nha, quay lớn được, quay anh gắn được hết anh em ơi, quay lớn anh pha gắn được hết anh em ơi. Rồi cốt quá đẹp anh em, vậy cool luôn anh em ơi, vậy cool luôn nha, răng cỏ quá ok. Rồi mẻ nhẹo răng anh em ơi, mẻ nhẹo răng nha. Rồi mẻ nhậu răng nha anh em ơi. Còn nhiêu là ok hết nha anh em. Rồi đầy đủ cần gạt luôn nha. Đầy đủ anh em ơi. Rồi 100.000 bao ship cũng đã cốt số. 100.000 bao ship anh em, 100.000 bao ship nha. Rồi cục đề tạo anh ơi. Bao im bao mạnh nha anh em. Mới thay anh ơi, bao im mạnh nha. Rồi 100.000 bao ship anh em. 100.000 bao ship anh em. Quá rẻ anh ơi. Quá rẻ nha. Cục đề mới giờ 200.000 này, đường lô 200.000 rồi. Rồi em bán có 100.000 bao ship thôi. Rồi cục đề này tính ra có 70.000 anh em. 70.000 là cục đề rồi gắn chạy anh em ơi. Con dây này hơi nhiều tiền thôi. Con dây này có alpha nha. Dây này anh em không có em ơi, đề điện tốt anh em ơi, anh này anh pha nha, từ 202 đến 205 nha anh em. Rồi đúng luôn. Rồi 100.000 bao ship anh em, quá rẻ anh em. Rồi cặp các chân quay lớn anh em ơi. Rồi bao ngay thẳng nha, bao ngay thẳng. Rồi bên ngoài còn sáng đẹp. Rồi anh em về thay cao su xài anh em ơi, cao su này gắn tào lao bên anh em ơi.
Rồi chưa cắt chân cái hình. Nó lỗ như hình em ơi, lỗ này chắc hơi quịch chết tích em ơi. Rồi về thay cao su với là xà bình thường nha anh em. Rồi nhìn kỹ anh em ơi, nhìn kỹ nha. Rồi cái này còn ok thôi, cái này không rộng nha anh ơi. Rồi 100.000 bao ship anh em, 100.000 bao ship nha. Tiền nhôm da chai nhôm giờ cũng 30-40 ngàn, 4 mấy ngàn ký rồi. Rồi cái này bán ra tính ra cũng gần 70.000 rồi. Rồi bán anh em luôn 100.000 bao ship luôn, bỏ thì ổn. Rồi anh em nào thấy được thì gắn anh em ơi. Bỏ thì ổn, gắn được gắn em ơi. Rồi bán da chai không mấy chục ngàn rồi. Rồi bán 100.000 bao ship, tiền ship 30.000 rồi. Như chai nha anh em ơi, bỏ thì ổn, thôi để anh em xài được xài. Rồi hai học bình quay lớn em ơi. Hai học bình quay lớn nha. Rồi ba sử dụng từ các loại quay. Các loại quay 100 từ 2 đến 5 đến 2.16 nè nha anh em. Nó sử dụng các loại quay từ 2 đến 5 đến 2.16 anh em. Rồi tức là lại quay A100, RX100, S100, Alpha, rồi được hết nha anh em. Quay A anh em ơi. Rồi hai cái 120 ship anh em, hai cái 120 ship nha. Rồi đầy đủ nắp bình đầy đủ nha anh em. 120 bao ship. Rồi xe Trung Quốc nào ha anh em ở quê nó chở đồ hay bị thủng gãy rồi gắn liền em ơi, 120 bao ship. 120 bao ship hai cái thôi. Không bọc bông, không bể dở ra, không nứt bể nha. Rồi hai thùng xăng quay lớn em ơi, hai thùng xăng quay lớn nha. Như hình, bảo xăng zin, nắp xăng zin, dây xăng zin luôn. Phao xăng zin luôn nha anh em ơi. Rồi ba không nứt bể nha anh em. Rồi hai cái 200 bao ship anh em ơi, hai cái 200 bao ship nha. Rồi lẻ một cái 120, hai cái thì 200 bao ship luôn. Lẻ thì 1 cái 120 bao ship. Còn hai cái thì 200 bao ship anh em ơi, quá rẻ em ơi, full Trung Quốc anh em ơi. Trung Quốc giờ anh em mua rẻ mắc hơn này anh em ơi. Rồi hai cái 200 bao ship nha. Rồi anh em nào thợ này mua về gắn thầy thôi. Anh em thợ mua về gắn ok nha anh em. Quá đẹp anh em ơi. Quá đẹp nha, bảy màu luôn nè. Bên trong không xì một lũng nó xét luôn nè. Rồi anh em nào thợ mua về gắn cho anh em thợ đi quê chở đồ anh em ơi, ngồi hai thùng rồi. Này bao thùng luôn, ngồi chở con vậy 100 kg còn thông thùng anh em ơi. Chở vậy 100 kg gãy mong chưa thùng luôn nha. Rồi hai cái 200 bao ship. Rồi một cái quay RS10 em ơi, RS10 nha. Rồi 2-9 là đợi 2-10 anh em ơi. Hay. Rồi này đợi 2-10 nha anh em ơi. Rồi đợi đầu nhỏ nha anh ơi. Đầu nhỏ nha. 23 gắn không được nha anh em, hai bán không. Rồi 120 bao ship anh em ơi, 120 bao ship nha. Dây xăng zin, bảo zin luôn. Bảo xăng zin luôn, nắp zin luôn anh em ơi. Nắp zin luôn đẹp luôn. Còn xăng luôn. Rồi bán cho tặng anh nữa lít xăng nè, xăng ngọt ngọt luôn nè. Tặng nữa lít xăng luôn nha. Về chở ghệ vô đi chơi luôn. 120 bao ship anh em, 120 bao ship. Rồi hai thùng xăng quay lớn em ơi. Anh em nào thợ mua về xài em ơi. Mọi người một cái bảo xăng zin, một cái bảo xăng luôn nha. Rồi nắp zin luôn. Dây xăng zin luôn. Rồi không một lũng anh em ơi. Rồi như hình nha, chưa xin em gì xin về xài em ơi. Rồi hai cái 200 đỡ bao ship anh em, hai cái 200 đỡ bao ship nha. Rồi hai thùng xăng quay nhỏ, hai cái 200 đỡ bao ship. Lẻ thì trong rưỡi cái em ơi, lẻ trong rưỡi cái nha. Rồi hai cái 200 đỡ bao ship. Rồi bình xăng RS em ơi, bình xăng RS nha. Ủa quay A em ơi, quay A 206 nha anh em. Rồi tình trạng cũng như hình còn đẹp như hình. Rồi mặt tiền sáng bóng đẹp. Rồi bao con ti bao xăng dư cho anh em luôn. Bao con ti bao xăng dư luôn. Để coi rồi để coi trái ga anh em ơi. Rồi trái ga nha anh em ơi, trái ga nhìn nha. Rồi trái ga còn đẹp anh em ơi, không liếm luôn anh em ơi, không liếm luôn nha. Không liếm luôn anh em ơi. Này dơ chưa xin anh em ơi. Này chưa xin luôn nha. Anh em về xin anh em ơi. Để chạy của đợi anh em ơi. Rồi trái ga đẹp không liếm luôn. Rồi boe nhìn anh em ơi, boe hay nhìn nha. Chưa xin luôn, anh em chỉ xin xài nha anh em. Rồi combo bình xăng quay A 206. Rồi bán là 4 triệu đô ship anh ơi, 4 triệu đô ship nha. Giá này như da chai em ơi, đừng đòi hỏi cái gì nữa em ơi. Giá này như da chai rồi, thiệt như da chai luôn, thua Trung Quốc nữa, thua Trung Quốc luôn ơi. Nói chung là thua Trung Quốc luôn nha. Rồi bao công ty bao xương dương cho anh em. Rồi giá này anh em đừng đòi hỏi cái nào nó ngon như mới nha anh em, khó lắm ơi. Hàng trong xe lâu năm rồi, 2-6 tới giờ rồi em ơi. Anh em đừng đòi hỏi gì 100% nha. Anh em thấy được thì ủng hộ em nha, chứ anh em mua đòi hỏi gì 100% thì chắc không có lắm ơi. Rồi 2-6 mà bán giá sinh viên kiểu này mà anh em đòi hỏi 100% chắc không hiếm lắm ơi. Giá mềm mà 4 đồng đổi bao ship tính ra còn có 4 đồng ngày với nhiêu. Rồi 4 đồng bao ship anh em ơi, 4 đồng bao ship nha. Rồi bình xa Alpha anh em ơi, Alpha 2-2 nha anh em, bao đúng 2-2 anh em ơi, đúng 2-2 có chữ T giữa nha anh em ơi, còn 2-3 lên thì hai chữ nha anh em ơi. Rồi 2-2 anh em ơi. Rồi trái ra cái đồng tiền còn quải màu anh em ơi, còn ok nha, hàng còn xịn đượm ơi. Rồi bao ganti luôn, bao xăng dư cho anh em luôn nha anh em. Rồi trên ga xin xe là tép không trả xăng dư anh em ơi. Nhiều anh em về vệ sinh nói vệ sinh chọt bậy bạ rồi trả xăng dư cũng tội nghiệp em anh ơi. Hàng xe test rõ ràng mới bán chứ không phải bán bậy bán bừa em ơi. Hàng em là hàng về xe test hết đầy đủ anh ơi. Rồi trên xe test là không trả xăng dư nha. Guarantee đầy đủ, lên ga ngọt liệm. Rồi nước da còn như hình, anh em về vệ sinh tỉ anh ơi. Anh em về xịt dầu vô vệ sinh anh em. Rồi có trái ga anh ơi. Rồi trái ga có liếm nhẹ anh ơi.
Nè có liếm nhẹ nha anh em, có liếm nha. Rồi giá rẻ nha anh em luôn. Thank you.
Rồi cái dơ nó pha số 3 nha anh em. Dơ nó pha số 3 nha anh em. Rồi kêu nhỏ xíu thôi, kêu nhỏ xíu nha. Kêu nhỏ xíu à. Rồi về dòng liền luôn anh em ơi. Rồi hai đầu cốt đẹp luôn. Hai đầu cốt quá đẹp anh em. Hai đầu cốt quá đẹp anh em ơi. Không 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 rẻ nha, không rẻ lỡ nha anh em ơi. Không sơ mô nha anh em. Rồi kêu đầu nhỏ xíu về dòng liền luôn. Về dòng liền luôn anh em, dòng liền luôn nha. Về dòng liền luôn anh em. Rồi cái này để anh em hai thằng đấu xếp anh em ơi. Hai thằng đấu xếp nha. Con số 3, hai thằng đấu xếp. Rồi bao nhiêu chưa đồng gì luôn nha, mới đăng đầu, hai thằng đấu xếp. Rồi giờ số 4 thôi, giờ này mới làm nha anh em, tay lô nha. Tay lô giờ mới làm, bao cứng luôn, không kêu tí động luôn. Rồi về dòng liền luôn, cần chi làm anh ơi. Rồi cái này để 300 bao ship luôn anh ơi. 300 bao ship nha. Anh em về dùng, anh em về làm cũng mấy trăm ngàn rồi. Rồi cốt này đẹp không? Rồi hai đầu cốt đẹp luôn nha. Rồi 300 bao ship, giờ này mới làm anh em. Mới làm nha, tay lô nha. Rồi về dòng liền luôn, tay này tốt anh ơi, tay này tay xịn em ơi, tay đài lô nha. Hàng này ngon chất lượng. Rồi không kêu động luôn. 300 bao ship anh em, 300 bao ship. Rồi lock bơm anh pha anh em ơi, lock bơm anh pha nha anh em. Rồi ốc nhớt đẹp. Ốc nhớt bao đẹp, không nước cũng bể nha. Bao chưa lên cốt luôn. Bao chưa lên cốt rồi, hai đầu hai ốc này đẹp luôn anh em ơi, răng cỏ quá đẹp anh em. Rồi bao không tuôn răng xong CB nha anh em ơi. Rồi còn đẹp như hình em ơi. Rồi mới đáng đầu luôn nha. 250 bao ship anh em, 250 bao ship nha anh em ơi. 250 bao ship nha. Rồi lock số 2 anh em ơi. Rồi răng cỏ ok luôn nè, quá đẹp anh em ơi. Rồi, không nước không bể luôn. Rồi hai ốc đẹp luôn ơi. Chết bà cái này nó dính nó lắc ray rồi nè. Còn đẹp anh ơi, còn răng cỏ còn đẹp nha. Rồi răng cỏ còn đẹp. Rồi đồng giá luôn, 250 bao ship anh ơi. Lốc số 2 250 bao ship luôn. Rồi cái này hiếm anh ơi, cái này hiếm nha. Rồi đuôi đèn alpha nha anh ơi. Đuôi đèn alpha nha. Rồi dây đẹp, dây zin không cắt nói luôn. Thị trường mua cũng hiếm thôi, mua cũng hiếm nha. Rồi một dây alpha. Rồi một dây phun chờ một anh em ơi. Phun chờ một nha anh em. Rồi phun cho một anh em ơi, phun cho một luôn nha. Rồi hai cổng này 100 ngàn bao ship anh em ơi. Rồi dây đèn phun cho một không cắt nối, alpha không có nối. Rồi hai sợi đầy 100 ngàn bao ship anh em, 100 ngàn bao ship nha. Rồi lốc bô phun một anh ơi, nước da hơi đen anh em ơi, vệ sinh nha. Rồi ống nhớt đẹp nè. Rồi không tu năng sơ mi anh em ơi, không tu năng sơ mi, không nước bể không bể luôn. Rồi hai đầu ốc này đẹp luôn, không nước không bể luôn, không tu răng luôn anh ơi. Rồi về dùng liền luôn, vệ sinh là dùng em ơi. Rồi cái này anh kỹ nhân bơm ơi. Cái bánh bơm nha, còn nguyên không bể anh em ơi. Nguyên không bể nha. Rồi 800 bao ship anh em ơi, HVN nha, 800 bao ship lock bơm HVN. Rồi HVN trừ 1 anh ơi, 800 bao ship anh em. Rồi cái cản sao alpha anh em ơi, hàng zin nha anh em ơi, hàng zin theo xe nha. Quá cứng anh em ơi, quá cứng nha. Hàng zin theo xe như hình. Rồi không nứt, không tét. Rồi 80 bao ship anh ơi, 80 bao ship nha anh em, 80 bao ship, bao cứng bao nặng luôn, bao ngay thẳng luôn, 80 bao ship anh em ơi, không nước không bể, không tạt da, 80 bao ship. Rồi ghi đông quay A em ơi, quay A 26 nha. Rồi tay thắng gì luôn nè, tay thắng còn gì luôn. Rồi như hình em ơi, rồi mắc bên gù anh ơi. Rồi mắc bên gù nha. Rồi cho anh em về, cho anh em nào về lên để cho cỏ cho đội mày bao cứng vào đây, bao ngay thẳng nha. Rồi 120 bao ship anh em, 120 bao ship nha anh em. 120 bao ship anh em ơi, 120 bao ship. Rồi cái ghi đông quay ớt 110 anh em, quay ớt 110 nha anh em ơi. Rồi đầy đủ gù, dây ga đầy đủ luôn nha, dây e luôn. Rồi 120 bao ship anh em ơi, bao ngay thẳng luôn à, 120 bao ship. Rồi cặp phụ tạo em ơi, phụ tạo phụ đĩa tạo nha, hàng K3 nha, mới thay nha, tại không xài để lâu quá rồi bị bung sơn nha anh em ơi, còn tem còn luôn nha. Hàng K3 là một, hàng này là 500.000 một 500 một cặp ơi, hàng này trên 500.000 một cặp nha anh em ơi. Rồi nó mập như mặt em luôn ơi, quá mập em ơi, thân mập ti mập luôn nha, mặt nọng như em luôn rồi nè. Rồi để nó luôn 200 bao ship anh em ơi, 200 bao ship nha. Ti bao đẹp luôn, bao ngay thẳng, mới thay mà không đẹp đâu thôi em ơi. Rồi ti mập nha. Phụ mập luôn chứ phải hàng loại 2 thôi, hàng loại 1. Bao mặt nọng như em nha anh em ơi. Rồi 200 bao ship anh em. Rồi phụ rỡ đếm ơi. Rỡ 100 nha, đời thắng đĩa anh em ơi. Rỡ 100 nha, phụ đen nha. Rồi ti bao đẹp, long lanh như bức tranh nha em ơi. Ti bao đẹp nha. Rồi để rẻ luôn, 350 bao ship anh em ơi. 350 bao ship nha, bao ngay thẳng, bao nhún nhảy không xì. 350 bao ship. Rồi phụ alpha em ơi. Vỏ có sơn lại nha anh em ơi. Ti đẹp nha, ti đẹp phồi phồi, ti đẹp như hình. Rồi trên đây nhúng không tới em ơi. Phần này đẹp được được em ơi, phần trên đây nhúng không tới nha. Trên đây phụ nhúng không tới đây. Nhúng tới đây thôi em ơi. Rồi ti đẹp có xì, anh em về phục chế lại nha. Ti bao ngay thẳng, ti đẹp có xì, anh em về thay phết, duy nhất là xài. Rồi để sát luôn, 200 bao ship luôn ơi, 200 bao ship luôn, quá rẻ luôn rồi, như giá sát luôn, 200 bao ship. Rồi còn phụ khung 1 ơi, phụ khung 1 nha. Ti zin nha.
lọn ti lô đây, ti mới thay, ti mới thay, thấy lô đi lô nha ơi, ti mới thay, ti là bao đẹp. Rồi vỏ zin sơn zin luôn như hình KV nha, đời chữ lớn anh em ơi, đời chữ lớn nha. Rồi ti đẹp, ti này có thay rồi nha anh em ơi. Rồi bao ngay thẳng nha luôn. Rồi 350 bao ship, 350 bao ship. Rồi cần đặt bằng số em ơi, cần đặt bằng số cho anh em gì gắn quay Trung Quốc anh em ơi, quay Trung Quốc nha. Rồi anh em nào mà dò cẳng rồi bị bầm mình rồi mẩy hay là chị em phụ nữ dò cẳng bị thẹo không là do cái này em ơi, đạp tuôn tuôn á. Rồi gắn này vô là chạy đi y bài em ơi, bao không tuôn nha. Gắn này đẹp vô mấy chị em phụ nữ đẹp rồi, trai thấy nhức nách em ơi, trai thấy theo liền. Rồi anh chị nè, chị nào muốn đẹp thì gắn màu này nha em ơi, chị nào muốn chân cẳng đẹp gắn màu này nha. Rồi 100.000 bao ship anh em luôn, 100.000 bao ship. Hàng zin có hàng zin em ơi, 100.000 bao ship. Rồi dây điện sườn quay A em ơi, dây điện sườn quay A nha, quay A 2.6. Rồi đẹp không cách nói. Rồi đầy đủ cục chơi là đề luôn. Rồi đề luôn nha em ơi. Rồi 150 bao ship anh em, 150 bao ship nha anh em. Rồi không cách nói luôn, 150 bao ship. Rồi chụp quần đẹp luôn, không đứt không đứt luôn, không tét luôn. 150 bao ship. Rồi chẳng 3 pha 2.4 thôi, bao ngay thẳng nha. Rồi chén dưới em thấy có bông anh em ơi, chén dưới thấy có bông nha. Rồi bao ngay thẳng, chén trên không bông. Rồi chén dưới có bông như hình. Rồi để đây luôn, 100.000 bao ship anh em, 100.000 bao ship nha anh em ơi. Chân 3 số 1, Alpha 24 có bọc nhân dưới, 100.000 bao ship, quá rẻ anh em ơi. Rồi chân 3 số 2 anh em ơi, chân 3 số 2 nha, full 1. Rồi cái trăm dưới cái này bông cái trên anh em ơi. Rồi bông cái trên anh em ơi, có bông cái trên nha, bông nhẹ trên như hình. Rồi xài ok, bao ngay thẳng anh luôn. Ở bên dưới bạn rồi. Xài ok luôn ơi. Rồi 200 bao ship anh em ơi, 200 bao ship nha, sơn riêng còn đẹp. Có dính sơn trong xét nha anh em ơi, đúng full 1 nha. Rồi bao nhẹ trắng trên, 200 bao ship, bao ngay thẳng, về dùng điện thôi. Tích hợp anh em lên đĩa nha, khỏi hành phải nha anh em ơi, 200 bao ship. Rồi chẳng bao ớt thái anh em ơi, chẳng ớt thái nha, trên đây răng hơi trái chút anh em ơi. Về chỉ khó, về gian ăn thì chạy vào đây, ép cho chạy đường bình thường anh em ơi. Rồi để giá như ấy luôn, như tạo luôn. Ớt thái nha anh em ơi, bao đúng ớt thái nha, ớt thái nào anh em ơi. Ớt thái nó mà lắng em ơi, còn ớt thường thì nó bị nó sọc nha anh em. Rồi 100.000 bao ship anh em, 100.000 bao ship, không băm gì luôn, bao ngay thẳng. Rồi chén trên nó bị này hơi nặng anh em ơi, hơi nặng nha. Nó sao vậy hơi nặng nha. Rồi 100.000 bao ship. Rồi chén 3 số 4 em ơi, full 1 nha. Rồi quá đẹp, bao ngay thẳng luôn, không băm không lỗi luôn, bao không lỗi luôn em ơi. Xương zin còn đẹp luôn. Ốc tán đẹp luôn. Rồi về dùng liền luôn đây, quá đẹp. Cho anh em nào vô xe cọp nha anh ơi, xe đợi cọp luôn nha em ơi. Rồi như hình nha. Này là bị vô chén cổ nó băm nó bị trầy chứ không phải là bị ép nha anh em. Rồi để rẻ luôn, 350 bao ship anh ơi. Rồi để này rẻ ra, rẻ luôn, hạ giá luôn, 300 bao ship anh em ơi. 300 bao ship nha. Rồi bo ba. Rồi 300 bao ship, quá rẻ luôn rồi. Rồi vỏ em ơi, cái vỏ nha. Anh em nào dùng sâu xa đi ra huyện, ra xã hay mua không được thì gắn em ơi, đưa thợ gắn thôi. Rồi vỏ này vỏ gì đây? Vỏ trên ta trên thái rồi, vỏ thái em ơi. Vỏ thái nha. Rồi hiệu anh em ơi. Hiệu gì nè. Rồi vỏ gai rim còn vậy ok thôi, còn 80% nha anh em, 80% nha, 80% nha anh em. Rồi về cui thôi, vỏ đẹp gai đẹp luôn. Rồi đầy đủ rượu này, đủ rượu luôn nha, đầy đủ rượu luôn, vỏ rượu luôn. Rồi một cái 250, còn một cái nữa anh em ơi, một cái nữa vỏ rim luôn nha, Kenda anh em ơi. Vỏ này còn 90% nha anh ơi, vỏ này còn 90% nha. Rồi vỏ này 250 luôn ơi, 250 luôn, Kenda luôn. Rồi Kenda 250 luôn. Rồi đầy đủ vỏ rượu luôn anh em ơi, về mua dùng anh em. Rồi hai cái. Rồi hai cái để đẻ luôn, 200 bao ship anh ơi, 200 bao ship luôn nha. 200 bao ship, vỏ này còn 90% nè. Vậy nè, vậy cui nè. Rồi vậy chai luôn, vậy luôn anh ơi, vậy luôn nha. Quá vậy luôn ơi. Rồi hai cái 200 bao ship anh em. Hai cái 250 hết nha anh em, vỏ riêu hết nha. Rồi đuôi đèn về sau full 1 anh ơi. Quá đẹp anh em. Quá đẹp anh ơi, hàng zin quá đẹp nha. Hàng zin theo xe em ơi, chụp zin quá đẹp luôn. Rồi không lỗi luôn, như mới luôn anh em ơi. Rồi cái về sau nè, đang xị luôn ơi, đang xị luôn nha. Quá đẹp anh ơi, đang xị luôn nha. Rồi cái này là để cho anh em là 200 bao ship anh em, 200 bao ship nha anh em. 200 bao ship nha. Quá đẹp anh ơi. Đang xị luôn nè, 200 bao ship. Rồi bò cổ bạn thờ khu 1 anh ơi, bao không gãy bách nào nha. Này hàng zin mới nè ơi, hàng zin mới nha. Hàng zin mới nha anh em. Rồi trầy có trầy nhẹ như hình. Rồi bao không gãy bách. Anh em kiểm tra gãy bát thì em tặng tiền luôn, không to luôn, không lấy không luôn. Đây nụ đậy nút luôn. Đây bát đây. Một bát. Hai bát nha anh em. Rồi hai cái này có hai bát nha anh em ơi, hai bát nha. Rồi bát đầy đủ thôi. Bát đầy đủ. Rồi bát đầy đủ nha anh ơi.
không gãy bát nha anh em. Rồi hàng zin mới nha anh em ơi, hàng zin mới nha. Rồi mặt sau đẹp như hình, full nút luôn. Rồi để rẻ luôn, 200 bao ship anh em, 200 bao ship nha, 200 bao ship. Rồi 200 bao ship. Rồi gấp bộ lộng bọc sơn hàng phun mọc cọp anh ơi, phun mọc cọp nha. Rồi sơn zin đẹp như hình anh ơi, đầy đủ tem nha. Rồi 250, 275 nha anh em. Rồi cọp luôn anh ơi, quá cọp anh ơi. Rồi không nứt bể luôn. Rồi mặt dưới có bị trầy nhẹ như hình em ơi, trầy nhẹ như hình nha. Rồi mặt tiền bao đẹp, ở dưới trầy nhẹ như hình. Rồi ở dưới mặt tiền luôn, dưới đẹp luôn, không bị lủng lỗ luôn anh em ơi. Rồi mặt sau quá đẹp anh ơi, quá đẹp nha. Rồi anh em nào, mấy bác chú bác nào vô xe mọc chạy ok mấy chú bác. Rồi cái này là hiếm lắm anh em ơi, hiếm lắm mới được thấy đẹp vậy. Rồi để rẻ luôn, 250 bao ship anh em, 250 bao ship nha. Hàng zin theo xe, quá đẹp, không nứt không bể luôn. Rồi cứ bị lỗi nhẹ khúc này thôi anh em ơi. Rồi 250 bao ship. Rồi chào anh em nha. Rồi hẹn em ngày mai anh em ơi. Nói đau họng quá anh em ơi. Rồi anh em ủng hộ thương tình em vài mối anh em ơi. Rồi xin chào anh em nha.